Ok, xin chào tất cả anh em. Hôm trước thì em có làm cái video về cục đẩy PL2.6. Cục đẩy này thì hiện tại thì bên em đang có chương trình khuyến mãi anh em nhé. Giảm giá xuống 500.000 đồng. Đó, chỉ còn 4 triệu đồng cục đẩy là PL2.6 thôi. Thì ok, hôm nay có bóc ra và gửi cho một anh. Thì anh này anh ở Đông Triều, Quảng Ninh. Đó. Thì anh cũng đã chuyển cho bên em là 500.000 đồng rồi. Thì cái cục đẩy PL2.6 này nó là cái dòng đẩy công nghệ mới anh em nhé, sử dụng mạch class AB. Đấy, công suất của cục đẩy này nó cho ra chuẩn là 600W. Đó, 600W một kênh. Thì đây là công suất chuẩn anh em nhé. Thì chúng ta có thể ghép được ở một kênh này. Với cục đẩy này anh em để chơi được một cặp loa bass 30 hoặc anh em có thể chơi được cặp loa lời bass 25 nữa thì rất là vừa tầm. Đó. Con này thì thường thì em hay test là hai cặp 30. Đó. Một kênh này thì nó chơi thì rất là ok và đây là sử dụng là chiếc API. Đó, nó rất là vặn, nó rất là nhẹ. À, vừa rồi mới bóc ra anh em nhá, hộp đây. Đó. Con này nó có một cái ưu điểm đó là nó rất là nhỏ gọn. Đó, cục đẩy này nó chiều sâu của nó chỉ rơi vào tầm 28 đến 29 cm thôi. Đó, tầm 29 cm nó rất là nhỏ gọn. Và nó khá là nhẹ anh em nhé, nó chỉ tầm 14 kg thôi. Quạt tản nhiệt được thiết kế ở mặt trên này, ok chưa? Quạt tản nhiệt được thiết kế mặt trên và khi chúng ta mở âm lượng ấy, khi chúng ta vặn lên, công suất nó đạt tới hiệu quả mà nó cao một chút thì nó quạt thì nó cũng sẽ tự quay anh em nhé, nó sẽ quay nhanh hoặc là chúng ta mà mở nhỏ thì nó sẽ giảm đi, có nghĩa là quạt nó sẽ chậm lại, có nghĩa là nó chạy, quạt này nó chạy nó theo theo công suất của cục đẩy này anh em mở auto anh em nhé, nó rất là hay. Và trước thì em đã bán là 4,5 triệu nhưng mà cái đợt này thì còn đâu đó thì còn có mười mấy con nữa thôi, 15 con thôi. Thì làm cái video hôm trước thì em cũng làm video khuyến mãi ấy, cục đẩy PLA.6 thì cũng có anh cũng đã thấy và mua cục đẩy PLA.6 này. Thì ok, bây giờ em sẽ bật nguồn lên này. Con này thì có riêng về cái cục đẩy PLA.6 này nó có độ mạch trễ anh nhé, có mạch trễ. Ok chưa? Đó, sẽ mở từng kênh này. Kênh 1 này ok chưa? Kênh 2 này. Ở đây mỗi kênh chơi một cặp 30. Ok chưa? Đó. Ok chưa? Đó, kênh 1 này. Đó, chơi loa bên kia anh em nhé. Kênh 2 này. Ok chưa? Chơi loa mấy bên phải này. Cả hai kênh này. Và em đang test nhạc trực tiếp từ máy tính em nhé. Cắm vào cục đẩy này thôi. Con này mặt được thiết kế là rất là đẹp. Quá ok lắm ạ. Anh em thấy quạt chạy đây. Đấy, đây đằng sau cục đẩy nhá, vừa rồi em kết nối. Riêng cục đẩy PLA.6 này thì đầu ra thì nó sẽ có là tất cả chúng ta sử dụng bằng cầu xoắn này, anh em có thể thấy đúng không ạ, sử dụng bằng cầu xoắn này. Đó, chúng ta về cái đấu là đen là mát, đỏ là dương thôi. Đó, đen là mát em nhé. Đó, đây là đầu vào đây. Đầu vào thì em lấy từ máy tính cắm trực tiếp vào. Đó, cục đẩy PLA.6 này thì nó có cổng link này. Và em có thể link từ cổng 1 sang 2 là ok. Các chế độ gạt panel, stair đầy đủ. Ok chưa? Và con này có một cái ưu điểm, nó chạy rất là êm em nhé. Rất là êm và rất là mát. Ok chưa? Rất là êm, rất là mát. Đó, sờ quá đẹp. Con này quá là ok. Đó, xem bỏ ảnh
Anh em thấy không? Quá là ok. Nói chung là chơi gia đình đấy, cục đẩy PL2.6 này không có gì phải suy nghĩ. Thứ nhất chất âm hay, độ bền cao và cái giá nó rất hợp lý em nhé. Chỉ có 4 triệu đồng thôi. Hàng mới chính hãng, lỗi tháng đầu tiên trong vòng 30 ngày. Anh em sẽ đổi mới ngay, ok chưa? Và form size của nó thì rất là đẹp. Nhìn nó quá là ok, rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là gọn gàng. Và anh em để cái tủ kệ nhà ta nó quá là ok. Đúng không ạ? Nó chỉ bằng một nửa cục đẩy LT4000 em nhé. Cục đẩy LT4000 nó dài, nó rơi vào tầm hơn 50cm rồi. Con này nó chỉ 29cm thôi. Đó, ok chưa? Đó, chất âm thì khỏi phải nói rồi. Ở đây anh em nghe trực tiếp đây. Em không mở, đó, không có mở qua vang hay đọc xì lưng tiếng gì hết. Đó, mở trực tiếp trên cục đẩy PL2.6 để cho anh em cùng tham khảo. Đó. Mở một cái bản nhạc một cái bản nhạc không lời em nhé. Đó, cái bản nhạc không lời này để cho chúng ta nghe nghe tiếng bass, tiếng check. Đó, ok chưa? Đó, đây nghe đây này, nó mới chi tiết hơn này, ok chưa? Anh em nghe này nó mới chi tiết hơn này. Đó, tiếng bass thì nó rõ ràng, tiếng check thì lại tách tách luôn, đúng không ạ? Ok chưa? Quá tuyệt vời. Hàng thì hàng mới anh em nhá, móc hồng chuẩn cho anh em, rất là xịn sò. Có 4 triệu đồng. Trước thì bên em bán là 4 triệu rưỡi đúng không ạ? Nhưng mà đợt này là 4 triệu anh em nhé. Giảm xuống cho anh em 4 triệu là để, trong thời gian khuyến mãi này. Giảm xuống chỉ còn 4 triệu thôi, giảm hẳn 500 nghìn đồng. Và 4 triệu là chưa gồm phí ship anh em nhé. Thì con này nó khá là nhẹ, nó chỉ tầm 13-14kg thôi. Tiền ship thì nó chỉ mất độ tầm hơn 100 nghìn thôi anh em nhé. Hơn 100 nghìn tiền ship thôi. Cùng lắm thì chỉ đến 200 nghìn, không đến 200 nghìn tiền vận chuyển. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu muốn mua đẩy hai kênh ấy, chơi gia đình thì anh em nên săn lùng và mua ngay cục đẩy PL2.6 này. Đó, vì đây là đang trong thời gian em khuyến mãi anh em nhé. Đó, xuống chỉ còn 4 triệu thôi. Đó, ok chưa? Đó, check như thế này thì quá là kỹ rồi. Đó, ok chưa? Ok, thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và cảm ơn anh cũng đã tin tưởng vào mua hàng của bên em. Anh em có nhu cầu muốn mua dòng đẩy 2 kênh, 4 kênh thì chúng ta liên hệ trực tiếp với bên em. Bên em sẽ tư vấn nhiệt tình. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video.